Chào các bạn. Hôm nay mình trở lại với cái gọi là sạc pin dự phòng. Lấy cục pin mà sạc cho điện thoại. Gọi là pin dự phòng. Mình muốn tự làm lấy toàn bộ, chứ còn nếu mua cái mạch để lắp thì lỡ không có thì sao. Linh kiện gồm có một con IC7806 vượt mỗi hỏng, hoặc là nếu không có vượt mỗi hỏng thì các bạn chỉ cần kiếm một cái công tắc ở đâu đó. Vượt mũi chỉ cần lấy cái công tắc của nó thôi, không lấy cái gì cả. Hai cái cổng USB. Ít dây điện. Đầu tiên, các bạn sẽ hàn vào cái công tắc của nó. Công tắc của nó thì các bạn có thể nhổ nó ra khỏi mạch, hoặc các bạn có thể để nó trong mạch và cưa nó ra. Nhưng mà nếu như để nguyên nó trong mạch thì các bạn sẽ phải cưa tách rời những cái chân của nó, không được dính với nhau ở trên cái vỉ mạch. Bốn tiếp điểm kia nó phải hoàn toàn tách rời nhau, không có chập nhau, và ở ngay hai cái đầu ngoài của công tắc. Các bạn sẽ phải hàn dính hai cái chân lại với nhau cho nó chập làm một. Mình sẽ lấy giấy vắn, giấy làm khuôn của pin áp để làm cái vỏ cho cái pin sạc dự phòng. Đây là hai cục pin lithium ở trong đèn pin siêu sáng có bán ở trên tiệm linh kiện. Hai cục pin này vôn của nó mỗi khoảng độ 4,2V một cục và 4200mAh. Mình đã hàn các cái dây màu của nó, màu xanh ứng với cực âm, màu đỏ ứng với cực dương. Và mình sẽ lắp vào trong hộp đối đầu nhau, hai cục pin sẽ đối đầu nhau, đảo chiều. Bây giờ các bạn sẽ nhìn kỹ cách mình đấu. Ở trên cái công tắc mình đã hàn 4 cái dây, 4 màu riêng biệt. Đầu tiên màu vàng mình sẽ đấu vào dương của pin thứ nhất. Tiếp theo màu đỏ, tạm gọi nó là màu đỏ đi. Màu đỏ mình sẽ đấu vào dương của viên pin thứ hai. Tiếp theo màu trắng mình sẽ đấu vào âm của pin thứ hai. Ở trên cái công tắc mình đã hàn 4 cái đầu ra, 4 màu như vậy. Các bạn cứ hàn đúng chiều, đúng điểm như vậy, như cái hình ảnh mình đưa lên. Dây màu đen mình sẽ đấu với âm của pin thứ nhất. Như vậy là nó đã trở thành đấu song song và nối tiếp. Khi các bạn bật công tắc về phía bên này thì nó sẽ trở nên đấu song song, và bật về phía bên kia thì nó sẽ trở nên đấu nối tiếp. Khi các bạn đo đồng hồ nó trên 4V thì có nghĩa là nó đã đấu song song. Và các bạn bật công tắc về phía bên này, đo ở đầu ra của nó khoảng độ 8V thì có nghĩa là nó đã đấu nối tiếp. Và đo ở đầu vào không có điện, có nghĩa là nó đã bị tách. Khi các bạn bật công tắc về phía bên kia thì đo đầu vào và đầu ra của nó đều có 4,2V. Như vậy là có thể cắm sạc vào để sạc cho hai viên pin này bằng cục sạc điện thoại 5V. Đây là con IC7806. Chân giữa mình sẽ câu mát, chân ngoài cùng sẽ câu vào dương đầu ra của hai viên pin.
chân giữa mình sẽ đấu vào âm của hai bên pin. Chân ngoài cùng mình sẽ cho ra, cùng với chân giữa sẽ là âm và dương. Thì chân ngoài cùng đo điện sẽ phải có tầm cỡ xấp xỉ 6V. Nếu pin khỏe thì nó trên 6V. Đây là hai cổng USB. Và các bạn lưu ý là cái cổng USB thì các bạn hàn các chân giữa của nó chập lại với nhau thì khi đó các bạn mới có thể sạc smartphone được. Nếu các bạn không hàn chập các cái chân giữa lại với nhau thì khi sạc smartphone nó sẽ rất chập chờn và không nhận. Còn cực dương và cực âm thì các bạn cứ hàn giống như hình ảnh mình đưa lên. Và cực dương mình sẽ đấu vào đầu dương nguồn ra của con IC7806. Lưu ý khi cắm sạc smartphone thì các bạn phải cắm dây đúng của nó, tức là cái dây chuẩn của smartphone nó đi liền với điện thoại. Đơn giản như vậy thôi, không cần qua bất kỳ một con điện trở nào hết. Vì lý do là bây giờ cái con IC7806 thì nó không, nó chỉ hơi ấm một tí, không có vấn đề gì. Nếu các bạn muốn nó tốt hơn nữa thì gắn tản nhiệt cho nó. Mà các bạn muốn nó sạc khỏe thì tùy theo cái chất lượng cục pin sạc của các bạn nó tốt hay là xấu. Smartphone nó ăn dòng nó cũng khoảng độ 0,5 mA thôi. Sạc nhanh hay chậm là do chất lượng hai cục pin nó có khỏe hay không. Và mình đã thử cả hai cái điện thoại nó không vấn đề gì cả. Bắt buộc các bạn phải đấu qua con IC7806 để cho nó giảm bớt dòng xuống và số vôn thấp xuống, thì bởi vì có một số điện thoại nó sẽ không nhận ở cái mức vôn cao vì lý do là mình chưa làm xong kịp, cho nên mình sẽ đăng tạm cái phần này đến đây. Thì các bạn cũng đã tạm hiểu được gần như là có thể làm được cái bộ sạc pin dự phòng cho điện thoại. Tuy nhiên còn một số cái đấu nữa có thể mình sẽ đăng phần sau. Ví dụ như đấu cái cổng vào để mà sạc cho hai cái pin này bằng cục sạc điện thoại, cũng như là lắp thêm một số bóng led nữa, thì có thể mình sẽ đăng tiếp video